Yes. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận đấu thứ tư rồi, trận thi đấu tiếp theo. Thế như vậy là trận thi đấu này là một xe của một pan rồi. Như vậy là có vẻ là khởi sắc hơn rồi. Như vậy là vừa mới có một chút vấn đề về đường mạng và bây giờ thì mọi thứ đã được khắc phục. Và quân thì có vẻ là tươi hơn rồi, ổn rồi. Đây là màn hình máy của game thủ Gunny là người cầm xe. Thế còn Tom Cruise là người cầm cái gì? Thế như vậy là Tom Cruise là người cầm pan. Tốt quá. Bên kia là không biết có gì, dường như cũng có xe. Xe Minoan, bên này xe pan. Như vậy là được xem cho nhìn hơn tí đi. Đấy, cứ cho mình nhìn hơn tí đi. Và bây giờ chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với Gunny. 23 công dân thôi, Tom Cruise vẫn 18 nhưng Tom Cruise ép đấy rồi. Làm 3 roi nữa bởi nhiêu cho nó mát ruột. Lúc nãy thì đúng là cái hơi nhầm cái bản hack. Nên là quân của Gunny và Tom Cruise thì hơi xấu. Bây giờ là vào đúng bản rồi. Nên là quân đẹp rồi. Nên cố gắng lên. Đấy, đặt sai mã. Bây giờ đã đặt lại mã rồi, bảo sao quân xấu thế. Giờ đặt lại mã rồi. Ổn rồi. Một xe một pan. Mèo mèo bắt đầu tạm dừng hội ý với thủ No 1. Thế bắt đầu soi timeline. Vẫn chưa ai lên cả. Cũng đúng thôi, bây giờ phút thứ 8 mà. Tôi thấy Gunny kích đời khá lâu rồi, tôi lại nhìn thấy sang bên này. Xeng như vậy dường như là Mèo Mèo là người châu dân đánh cung rồi. Rồi hội ý xong rồi. Gõ một điên loạn lên. Việt Nam mà có cái chương trình ngồi gần nhau này mà đánh chứ Trung Quốc á, họ phải ngồi cách sau khoảng vài nghìn cây số. Họ toàn ra hiệu với nhau là chính thôi, chứ ít khi mà họ có cái kiểu ngồi cạnh nhau mà thi đấu giống kiểu mình lắm. Ám hiệu với nhau là chính. Lúc nào có 2-1 cái là hai thằng đang ốp tao. Còn lúc nào mà có kiểu 2-2 cái là lúc đấy là chuẩn bị quýt rồi đấy. 23+1. Như vậy là một nhà bên kia cũng lên đời rất sớm. Có một sen cũng lên đời rất sớm. Nghe nói Mèo cầm sen mà. Mèo cầm gì? À như vậy Mèo cầm min đánh nhiều dân, đúng rồi. Thế nên No 1 vẫn là người cầm sen đánh chém. No 1 dường như ép 21 ông dân thì phải.
chốt e vào. Và chúng ta cùng sang xem Tom Cruise xem tình hình nào. Đây là Tom Cruise, chắc phải 10 rưỡi mới kích được. Rồi, kích rồi, thế như vậy 10:29, gần 10 rưỡi. Nông dân chán chả việc gì, ăn hết nên voi xong chả biết phóng yêu. Quay sang phi chim, tiểu lý phi chim vậy. Quay sang màn hình máy nguyên thủ Guni. Ái xà, 23+1 đánh cung. Mèo lên muộn lắm, mèo lên muộn lắm. À, bắt đầu thọc lẹc, nhưng mà bây giờ có cung tê rồi, cũng không xoắn cho lắm. Cơ cấu vào 23+1, sóc được tầm 4A mới là xuất chúng. Chứ còn cái bài mà sóc được 2A hay 3A thì tôi nghĩ là cũng bình thường. Nhưng mà thôi, trước mắt là cứ phải giành được chiến thắng cái đã. Làm cái bánh xe, cơ cấu, có con voi ở ngoài hơi tiếc, nhưng mà thôi mặc kệ nó thôi. Thế bây giờ quay lại với lại Tom Cruise. Bị chọc chưa? Như vậy chưa bị chọc. Phía sau cánh rừng nghe nói có bãi quả. Nghe nói có bãi quả. À đúng rồi, thế là Gunny vừa dò thấy đây có bãi quả rồi. Tom Cruise mà bú được chỗ này đẹp lắm. Đâu? À đây. Đấy yêu luôn. Nhưng thôi cứ dán mặt vào quả cái đã cho nó lành thân. Rồi. Nô 1 đã bắt đầu chém. Úi dồi, chỗ này mà can lộ lộ là oảng đấy. Rồi, cái nữa. Úi dồi ôi, sao ông nào cũng ác thế nhở. Đúng rồi, tốt rồi. Kìa, cái nữa. Chọc xuyên là cái chắc rồi, chỗ đấy là chắc chắn chọc xuyên. Rồi, ổn áp. 20 tầm này hôm nay. Thế bây giờ để quay trở lại màn hình máy nguyên thủ Guni. May quá nhỉ. Ôi dài ơi. Giặt hết cả cái cửa mình nên khổ. Chưa tính chất thi đấu gì cả đâu. Ken được e không. Như vậy là cũng đã kín rồi. Ra ngoài nhưng mà nó một là người bơm đồ. Sao mà khổ sở thế này nhỉ? Ô. Nãy bao giờ không cơ chứ. Đây màn hình máy con thủ Guni. Làm lại 43, sau được mấy A? Chưa đánh được bên kia, chưa đánh được cái tí gì thịt luôn thì phải. Đây rồi, xem đây rồi. Đánh theo cái kiểu vờn là chính như này thì cũng căng đấy. Và thi đấu cơ, chứ còn cái kiểu vờn là chính như thế này cũng căng. Được đấy, có thể loại bắn đấy kìa, chém đi. Em lao vào băm bổ giáp 2 rồi, cũng được rồi, tầm này giáp 2 chắc cũng được. Bên kia chém, úi giời, cung A 2 áo rồi. Xem lại còn ổn nhà nấy nữa bao giờ không chứ. Đây màn hình máy của game thủ Tom Cruise. 2 xịch. Hình như là Xem chưa bánh xe, theo thông tin báo về là Xem chưa bánh xe. Chết chưa. Vẫn chưa bánh xe đấy, bơm hết tất tay lực cho mèo lên cung A áo rồi. Ui giời ơi, sao lại không kịp nhỉ? Quả đấy mà kịp thì chết với cậu. Không kịp. Lại phải quay ra để hỗ trợ khách hàng. Ui giời ơi, không nhanh ở chỗ này, cung A xuống rồi bắn ra vỡ đầu ấy. Nào. Ui giời ơi. Tham lái 21 đang quá căng ở thời điểm này rồi. Cung A hai áo đang xả liên tội. Đây màn hình máy của game thủ Guni. 6 xịch. Đào, xúc được. Được. Úi giời ơi, cung ở nhà nhiều lắm. Đây màn hình máy của game thủ Tom Cruise, tham lai vẫn 21 cơ mà. Thế như vậy khả năng vẫn thắng đấy, tôi nghĩ là vẫn thắng đấy. Ui ôi, Sen sao lạc đà nó vẫn nheo nhóc một đàn đấy kìa. Đánh chết Sen đi. Đây màn hình máy của game thủ Guni. Tạm lại 69-68. Mà mình vẫn đang đè Xem tham mà cũng nhỏ thôi, nhưng mà về cơ bản thì có Minwan, cung A Minwan nó hơi phức tạp tình hình một chút.
giải quyết được Minh Oan sớm hay không. Giống trận hôm qua Minh Oan thì cũng đau đầu lắm ấy. Già xấu nhưng mà bây giờ cơ cấu thì nó cũng thành đẹp thôi. Chặt gỗ 2 đã nâng rồi. Đấy, bơm cho Tom Cruise chăm gỗ để Tom Cruise tránh fit hay sao mà. Xem Tom Cruise nào. Đây Tom Cruise đây. Đấy vừa mới lùa được Seng phát nữa này. Lùa được Seng ở đấy. Như vậy Seng càng ngày càng bé thôi. Đấy đóng cái S ăn bẫy hiêu ở phía dưới này. Đây màn hình máy của cầu thủ Gunny. Ôi giời ơi Gunny ơi. Sát mép bản đồ lọt bao giờ không chứ. Mất tay mất lực. Không bắt được, chỗ này không bắt được. Lại phải cơ cấu lại. Quan trọng là mất tay với mất lực lắm ấy, đùa đâu. Bây giờ thì Mèo không biết là bao nhiêu cung A rồi. Hấp diêm được Mèo hay không, vàng thì chưa có đây. Chỗ này đóng BC vào, sau đó thì dãy hai hàng dãy BE vào. Ấy dãy BC sát vào chỗ này, khổ. Thôi rồi, BC ở đấy thì cũng được. Rồi thì làm cái đầu máu nữa cho tôi nào. Đấy, rồi. Nào, bây giờ thì nào, làm sao? Mèo được bao nhiêu con cung A rồi? Thua nhiều lắm rồi đấy. Bực lắm rồi. Tham Lai 24/64 Tham Lai cũng này. Nào xông lên. Xông lên thôi. Ui, đang bận chém BL. Tom Rui đang bận chém BL. Thế còn Gunny. Dì Gunny đi mình Tom Rui đi chém BL. Bây giờ không có khổ phối hợp. Chứ Tom đâu. 25. Mèo nó không sóc dần đâu. Thằng Châu cùng Nga ra thôi. Tom Rui Tham Lai 24. Gunny chuẩn bị bị đẩy. Mặt phía bên này chuẩn bị đẩy. Đấy Tom Cruise đã phát hiện ra hướng đi, có báo cho Gunny hay không hay là cứng kệ đi. Đấy Gunny cũng phải bò bế và dãy bế các thứ ở đấy, dàn thế đấy, xong bắt đầu lao vào là sập bẫy là ngoạm thôi, không nói nhiều. Đấy tham bây giờ mà của Mèo đang nở ra. Mèo không phải là người đẩy cung Nga quá hay đâu. Đấy chỗ này là can lộ lại. Đấy lạc đà đào. Lạc đà đánh theo kiểu lảo đảo xem nào. Đấy nó phải như thế. E đằng sau kia, e đằng sau. Phải chuẩn bị trước chứ. Đấy rồi. Tốt rồi. Đấy nó phải xông lên, phải chuẩn bị đón đầu các kiểu các thể loại. Đấy đi vòng đi viếc. Đấy là và chém thôi rồi. Thôi quýt chưa? Chưa thì quýt. Rồi thế như vậy là Mèo đi sai chóng mặt và bị lạc đà đảo chóng mặt. Nó cũng đi sai thôi. Như vậy là cũng được 1-0 ở trong trận đấu thứ tư rồi. Bây giờ chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo trong trận đấu thứ tư ngay sau đây thôi.